Tin vui, Hàn Quốc miễn phí visa theo đoàn cho khách Việt Nam. Du lịch Hàn Quốc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhằm đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2024. Từ ngày 1 tháng 1, 2024, chính phủ Hàn Quốc mở rộng danh sách các quốc gia được áp dụng chính sách miễn phí visa theo đoàn. Theo đó, Việt Nam, Philippines và Indonesia sẽ chính thức nằm trong danh sách này. Trước đây, chính sách này chỉ áp dụng đối với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ thay đổi một số chính sách về hoàn thuế tại các điểm mua sắm cho khách quốc tế, tăng gấp đôi khoản tiền hoàn thuế tối đa đối với khách du lịch lên tới 5 triệu won. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho du khách quốc tế, Hàn Quốc sẽ xây dựng một ứng dụng đặt chỗ trên các phương tiện công cộng cho du khách, đồng thời phát triển phiên bản tiếng Anh của dịch vụ định vị hiện có. Bên cạnh những chính sách trên, Hàn Quốc cũng sẽ bổ sung thêm hai loại thị thực mới, bao gồm thị thực văn hóa dành cho ai quan tâm về ngành công nghiệp giải trí của nước này và thị thực lao động từ xa (workation) vừa làm việc vừa đi nghỉ. Bạn đã sẵn sàng khám phá xứ sở kim chi chưa? Hãy liên hệ ngay với BestY qua kênh TikTok BestY.vn để được tư vấn chi tiết nhất về tour du lịch Hàn Quốc nhé. Đừng quên follow BestY để cập nhật thêm nhiều thông tin du lịch hữu ích anh nhé.